Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một cái thử thách mời, đó chính là nhặt được Skyline hoặc M4 thì sẽ sấy bằng X8 nhá. Và cover theo mình sẽ là một cây nỏ thần. Ok, bằng nỏ huyền thoại. Chúng ta sẽ bay vào Pochinki, một cái nơi khá là ít người. Ok, đối với cái bản này chúng ta sẽ cắm đầu ở cái móc 100. Ok, 100 mấy là cắm được rồi. Nếu mà các bạn xác định vị trí trước thì có thể là cắm từ 100 là nó sẽ rớt xuống nhanh nhất. Còn đây mình không biết là rơi xuống chỗ nào ấy. Và mình sẽ vào khu 6 nhà đi. Ok. Ui dồi ôi. Uzi thì xây X8 kiểu gì hết rồi. Vâng, mới đầu trận thì mình sẽ nhặt được khẩu gì mình sẽ bắn khẩu đấy nhá. Tại vì không có thời gian mà chúng ta có thể lựa chọn súng rồi mới bắn cái khẩu đấy được. Hình như nó ở trên tầng 2 rồi. Cái gì đây? Chổng mông cho người ta bắn à? Nani? Ok, thằng này mới có khẩu K98 thôi. Cộng thêm khẩu shotgun. Ok, mình sẽ chạy đi kiếm thêm người để giao cấu. Ê, chứ nhầm, giao tranh ở khu vực này nha. Nãy bắn nhau ở đây căng lắm à. Ui dồi ôi, bot à? Đi thẫn thờ và ngơ ngác như thế thì chắc là bot rồi. Cảm giác bạn ấy rất là ngây thơ, như kiểu là vừa mới sinh ra đời ấy. Vâng, đối với những cái thần phần như này thì bot là 100% rồi. Mình nghe cái tiếng chân vừa chạy qua bên này. Đầu gốc bên kia thì phải. Đây rồi. Ui dồi ôi. Cái này thì nhảy cửa sổ như siêu nhân vậy. Cái gì đây? Có phải boss không vậy? Ok, thằng này cũng chỉ có M16 chứ không có M4 hay là Skyline anh em ạ. Cái khẩu này hiếm vậy. Hôm trước mình vào mình chỉ nhặt được Skyline thôi. Bây giờ toàn M16. Ok, như vậy là đủ combo rồi. Mình nghe tiếng súng bên này. Chắc chắn bên này có người. Đấy, có sai đâu. Lò dò mò mẫm này. Vâng, đây chắc chắn là người rồi. Không thể nào là boss rồi. Ok. Hình như là clear rồi. Úi dồi ôi. Cái gì mà nó giật thế này? Nó cực kỳ khó ghim tâm. Kéo cái tâm nó bé lại thì thực sự nó còn khó hơn cả lúc mà mình bật 8x nữa. Nói chung là cần phải luyện tập khá là nhiều. Mình ít khi sấy 8x lắm. Tại vì cái này chẳng qua thể hiện cho nó vui thôi. Với lại sấy tầm xa cũng khá là tốt.
Còn tầm gần thì Red Dot là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Quy định mệnh, thính có xe vào nhặt rồi. Ở đây cũng có xe nữa. Căng vậy. Chắc mình sẽ vào nhà ngồi cho nó an toàn. Với lại có góc nhìn nó sẽ tốt hơn. Nhà bên cạnh này, ui dồi ôi, căng nha. Đây là lúc chúng ta sử dụng nỏ thân. Lên tầng 2 đi bạn ơi. Lên tầng 2 nhìn qua đây đi. Ở thằng kia. Ủa, chạy đâu vậy má? Bảo ngồi yên cho người ta bắn, không ngồi. Bây giờ đã đảo đi chỗ khác rồi. Có người vào nhà mình em ạ. Ui dồi ôi, bỏ chạy à? Lầy thì chạy đâu, con lợn lầy. Ok, còn thằng dưới nhà mình nữa. Cái thằng này nó vào nhà mình, nó không đẩy lên tầng 2 anh em ạ. Và không nghe bất kỳ tiếng động nào tiếp theo. Chắc là nó đang ngồi ở dưới tầng 1 rồi. Ui dồi ôi, thanh niên, ngồi đây quay tay à? Ờ, đưa xe vào đây làm gì vậy? Ê, 8x giật ghê á. Nhưng cơ bản thì bạn không thể thoát khỏi cái nòng súng của mình được. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục lút đồ. Được rồi, thế này là giàu rồi. Bo như này, chắc mình sẽ lấy cái nhà Doraemon trước mặt nhá. Nhà đấy thì chúng ta có thể quan sát được xung quanh khá là tốt. Ơ, có người này. Ui dồi ôi, thanh niên nghe tiếng của mình. Ơ, thằng này nghèo vậy. Ừ, lùi cái gì vậy? Kẹt xe à cưng? Định mệnh trốn vào góc đá rồi. Nhoi cái đầu ra đi bạn ơi. Ui dồi ôi, hai viên headshot. Bye bye. Bò vào rô dốc. Ok, tầm này chúng ta phải lấy xe để di chuyển rồi, không thể chạy bộ được. Trời ơi, quả này ngoài bò hơi bị khám một tí. Rô dốc thì cũng toàn nhà thôi, để mình nghĩ xem nên lấy cái nhà nào. Chắc cái nhà trên đồi. Ok, mình sẽ lấy cái nhà trên đồi đi. Nhà có cái chóp ở trên. Nhà đấy quan sát rất là tốt. Đấy, các bạn thấy cái nhà trước mặt không ạ? Và mình chắc chắn một điều, kiểu gì nhà đấy cũng có người. Tại vì nhà đấy khá là đẹp, góc quan sát khá tốt.
Ui cái gì đấy, có thằng nằm ngoài luôn. Và chắc chắn một điều là trong nhà có người. Ý, tự nhiên này bót rồi. Ui dồi, giật mình em ạ, giật mình không bắn được luôn. May quá, thanh niên chắc là cũng đang giật mình thì cũng không bắn được. Khổ thật ý. Còn bây giờ đang ở giữa tâm bo. Tuyệt vời. Bo tiếp theo nhà này lại trong bo nữa thì còn gì bằng. Đứng trên này thì hơi lộ liễu quá. Mình nghĩ nên đứng tầng 2 nó sẽ tốt hơn. Nằm trên cùng thì nó sẽ dễ bị bắn đấy. Tuy là quan sát tốt nhưng phải có team backup cơ. Ở đây mình đang solo mà. Nên chúng ta cứ nằm ở tầng 2 cho nó chắc. Úi thì nhìn ngồi này. Ôi bắn lỗi thế. Thằng này yếu này, một viên nữa thôi. Cái đậu xanh đeo trúng viên nào luôn. Trời ơi mình bắn thằng kia lỗi quá. Chúng ta sẽ đợi bo khép thôi. Lại xấy lỗi. Thổi gãy rồi. Chơi bom đi cho nó nhanh. Ôi trời ơi ném bom lỗi rồi. Sao quả này mình xấy cũng lỗi mà ném bom cũng lỗi thế ta. Thằng này may mắn vậy. Nó chạy vào rồi. Ok. Chạy luôn sang nhà bên kia. Thôi bỏ đi. Chúng ta không nên công nhà này. Tại vì nhà này rất là khó công. Phí quá. Anh em mình có thể giết nó ở góc đá rồi. Ừ, có người chạy ở ngoài này. Ok. Ui, nó cầm lưu em kìa. Gắt nha. Rồi, lò cái mặt ra. Lò cái mặt ra. Ok.
Ốp đã chết. Bây giờ sẽ là tình huống 1v1. Bo như này. Cho mình sẽ lấy cái nhà Doraemon. Úi dồi ôi, bình tĩnh. Làm gì căng vậy? Tí nữa thì hẹo rồi. Trận này chưa có dùng nỏ thần. Phí quá. Nó bắn mình ở đâu nhỉ? Sau viền tường. Mình nghĩ là nó sẽ nấp sau viền tường. Trên đồi thì không thấy ai. Chắc là viền tường rồi. Ôi, ném thấp rồi. Nó ném trả lại. Gắt nha. Những bo mình. À, trên núi chạy xuống. Mình sẽ sấy red dot nha. Nãy giờ sấy 8x nhiều rồi. Ui dồi ôi. Top 1 rồi. Ui, cái thanh niên mặc bộ cỏ luôn. Hèn gì nhìn quỳnh mãi không ra. Ok, và mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.